Xin chào mọi người, cô là cô Nguyên ha. Thì nãy giờ chắc các bạn đã đợi cũng hơi hơi lâu, trong khoảng 10 phút mình đợi warm up trước giờ. Với một lần nữa nha, cô là cô Nguyên đến từ trung tâm AeroEnglish và cái bức hình ngay đây. Đó, chính là hình của cô nha. Đây là hàng trên mạng, đây là hàng order về nhà. Nói một chút xíu thôi, hôm nay thì chúng ta gặp nhau buổi đầu tiên vào tối thứ sáu 7:30 tới 8:15. Đây là buổi đầu tiên trong chuỗi online workshop 45 phút IELTS cùng Arrow English. Hy vọng là các bạn sẽ có một khoảng thời gian trải nghiệm thật là vui vẻ, theo đúng tinh thần là học vui, học nhanh và học hiệu quả cùng Arrow English. Trước khi vô bài thì cô sẽ muốn nhìn một lượt qua các bạn đã tham gia vào buổi hôm nay. Chà, thấy cũng khá đông đông rồi nè. Gần nhất các bạn Bảo Trân vừa vào. Để xem còn những bạn nào nữa nha. Cô sẽ muốn gọi tên một số bạn thử. Các bạn ví dụ có bạn bạn Thắm nè, bạn Đạt Lê, bạn Hoàng Anh, bạn Hưng, bạn Thanh Bình Lê, Anh Trương, Phượng Mạch. Chà nhiều quá ha. Vậy nếu các bạn đã sẵn sàng rồi thì các bạn vẫn nghe rõ cô như bây giờ ha, thì cho cô một xíu action. Tại vì hồi nãy trong cái clip đầu tiên các bạn coi á, các bạn sẽ được lượt qua một số cái thao tác cơ bản nhất để chúng ta có thể chạy cái buổi workshop hôm nay một cách trơn tru và hiệu quả với cô. Các bạn còn nhớ những cái action đó không ha? Đầu tiên là mình có chat, gõ vào ô chữ nè. Rồi mình có hit những cái nút action như là yes, hoặc là cross, hoặc là go faster. Vậy nếu các bạn vẫn nghe rõ cô nói từ nãy tới giờ và mình đã sẵn sàng rồi thì chuyện đầu tiên là mình hãy chat vào khung chữ ready giúp cô thử xem. À rồi, cô thấy thật nhanh. Trời ơi, liên tiếp luôn. Alright, so you can hear me very clearly everyone. So we can start now. Và thêm một chút xíu thông tin nữa để các bạn có thể theo dõi từ đầu tới cuối một sự hồi hộp và một sự nhiệt tình ha. Là trong toàn bộ buổi workshop mình có 45 phút thì mình sẽ có 4 cái quizzes tất cả. Thì sẽ chọn được 4 bạn để trao 4 giải thưởng từ trung tâm Aero English, là những phần quà rất là xinh xắn. Vậy mình hãy theo dõi. Và mình đừng có ngó lơ chút xíu nào nha. Mình sẽ được học thêm thông tin nè, mình sẽ được giao lưu với giáo viên, biết thêm một số tips và tricks, và cuối cùng có thể nhận được một món quà về nhà từ Arrow English. Rồi, bây giờ cô nghĩ là mình có thể bắt đầu được rồi nè. Vậy bây giờ, oh yes, cô đã thấy bạn Tuấn Nguyễn, Soraphon Chiprasat. I think this one is your real name, right? All right, everyone. So if we can get started now, so now please hit the button. Yes, the green one, go. Yes, có thấy từ Khoa Lê Hưng Đoàn, bạn Quốc, Thành Tâm, Công Minh, Thiên Ơn, Uyên Vi Phạm. Có một số cái tên quen quen nha. Rồi, và một số bạn khác trong buổi workshop hôm nay. Nói chung là mình sẽ có cả những học viên của AR và những bạn sẽ là học viên tiềm năng hoặc những bạn có niềm ham mê, am thích học tiếng Anh và luyện thi IELTS qua mạng. Nói chung tiêu chí vẫn là học vui, học nhanh, học hiệu quả cùng AR English và chuỗi online workshop 45 phút IELTS. Rồi, phần đầu tiên trong bài hôm nay sẽ là một phần trendy vocab, giúp các bạn không chỉ cho IELTS speaking, especially in part number two, because sometimes you have to express yourself using some words, mà còn có thể trong real life conversation nữa. Thì cô sẽ gọi phần đầu tiên này của cô gọi là phần three ways to express how shocked and how surprised you are. Alright, rồi. À, vẫn còn rất nhiều bạn vô nữa nha. Rồi. Nhưng mà mình cứ tiếp tục thôi. Thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại chút xíu để các bạn có thắc mắc thì bạn có thể raise hand, các bạn có thể chat xuống ô chat và cô sẽ đọc những câu hỏi các bạn, có thể trả lời các bạn ngay lập tức nếu mà cần. Vậy nói về lại bài của mình ha, tức là mình sẽ có ba cách để nói về những cái sự thảng thốt. Cô ví dụ ngay cái hình bây giờ. Cụm đầu tiên, các bạn có thể làm quen đó là started, startle. So this one is an adjective. Nó là tính từ các bạn ha, nhìn giống giống từ started như hồi nãy cô mới vừa liệu mị nói anh gái đó, nhưng mà nó khác ở chỗ là hả, nó có chữ L ở giữa, là startled, hoặc đọc theo giọng Mỹ điệu điệu xíu là startled. Vậy cho một cái ví dụ nào với chữ startled đây, ví dụ như sau. Ây da,
Trời, cái hình vừa nhìn cái thấy giật mình liền. Hình này rất là quen ha. Các bạn biết hình này đúng không? Vì hiện tại bây giờ thì đây là cái topic mà mọi người đều sẽ thấy rất là quen thuộc mỗi ngày luôn. Nhìn cái hình cái trời giật mình. Thấy ghê không? Hú hồn chưa? Để mình nói sao? Một cái hình là mình giật mình, xấu hú hồn luôn. Có thể nói một câu đơn giản kiểu như là I was startled to see this picture. Hoặc là nghĩ xong một cái trường hợp khác có thể dùng cụm này. Bạn hãy nghĩ xem, ví dụ như tối hôm qua nè, tôi xem livestream một hot girl nào đấy, bình thường cô ấy bật filter nghìn lớp lên, siêu xinh đẹp, siêu lộng lẫy luôn. Nhưng mà vô tình cô ấy ấn tắt mất cái filter, trời ơi xấu hú hồn luôn. Vậy nói sao bây giờ? Tôi bị hết hồn vì cô ấy không còn filter nữa. Alright, so I was startled to see her face without filter. Vậy cụm đầu tiên các bạn nhớ giùm cô là cụm startle, startle, startle. Rồi nếu mà mình vẫn nghe cô rõ và mình vẫn hiểu tới đây, mình ổn các bạn ha, mình ổn ha. Cô cũng muốn giữ một không khí nó vui vẻ chút xíu. Mình ổn nha, mình ổn nha. Rồi, nếu các bạn vẫn nghe ổn tới đây thì hãy hit giùm cô dấu yes và mình sẽ tiếp tục với cụm từ thứ hai. Dạ Rồi, ổn cô thấy bạn cô. Hải Yến, bạn bạn Huyền, Hoàng Anh, Linh Lương, bạn Tâm Kiên, bạn Hải Quyên, Bảo Trân và nhiều cái tên, có bạn Tuấn Nguyễn nữa. Vậy mình sẽ tiếp tục với cụm từ thứ hai. We use this phrase when you are so surprised, you are so frightened that you cannot respond at once, cái này gọi là bị hú hồn á. Bạn hãy tưởng tượng như trong tình huống như bây giờ mình sẽ thấy, chẳng hạn như thời điểm bây giờ là thời điểm các bạn cần phải có social distancing, thì hầu hết các bạn sẽ ở nhà, thỉnh thoảng lắm thì mình mới đi siêu thị chút nè, chứ trên trường là không được nè. Các bạn có đi làm thì mới phải đi làm nhưng mà phải dùng khẩu trang. Nhưng tưởng tượng coi trong cái phòng hoặc là mình đang đi siêu thị thì bỗng dưng có một người sau lưng mình, cô ấy hắt xì một cái, kiểu là trời, vừa nghe tiếng hắt xì cái giật bắn mình lên. Vì cái cụm từ bắn mình đó, sợ và giật mình đó thì có thể dùng cụm này. Bình thường các bạn sẽ thấy là mình bị thiếu những cái cụm từ để mình nói, mình miêu tả về cái cảm xúc của mình. Thường mình chỉ thấy một cái gì đó bất ngờ qua thì là mình sẽ what the, nhưng mà cái đó là một sự thảng thốt, tức là mình không kiếm được ra chữ. Còn bây giờ mình muốn we use the phrases to express how we feel, that's it, thì mình sẽ dùng taken aback. Cái câu nó có thể sẽ là everyone was taken aback by her sneeze. Trời, đang đứng không sao hết, có một cô hắt xì một cái giật mình lên. Rồi, đây cụm mình sẽ dùng. Và cụm thứ hai đây, và cuối cùng là cụm thứ ba trong những cụm trendy vào cáp hôm nay. Vẫn có thêm bạn mới vô. Rồi, hồi nãy hai cụm đầu mình nói về cảm xúc của mình ha, mình bị giật mình bị hú hồn, mình bị sợ. Vậy cụm thứ ba này nó mang tính chủ động hơn, tức là bạn gây ra nỗi sợ, bạn làm ai giật mình là người ta muốn né xa bạn. Thì có một cụm là cụm scare off. Đây là động từ, nó khác với hai cụm trước là tính từ. Khi mà động từ thì bạn để ý nếu mà ở verb 2, verb 3 thì mình có ed vô và đọc là scared, âm d cuối. Để nghĩ làm sao trong một cái tình huống có thể dùng scare. Ví dụ như bạn có crush đi. Rồi, bình thường đi học gặp mỗi ngày bạn có thể nhìn người ta, nghía người ta, thỉnh thoảng nhắn tin cho người ta hay gì đó, nhưng bây giờ mọi người đang ở nhà hết. Vì cách duy nhất có thể liên lạc với crush đó là mình sẽ stalk Facebook người ta từ trên dưới. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà giờ mình cứ stalk nhiều quá, mỗi ngày in ra 1.000 cái like thì cái cảm giác rất là creepy. Và nếu mà cô trong cái trường hợp đó thì cô sẽ khuyên các bạn là đừng đừng hãy dừng lại, đừng có làm người ta sợ như vậy. Alright, so đừng đừng bớt bớt like như vậy, người ta sẽ rất là creepy, nhất là khi nửa đêm mở lên thấy một đống tin nhắn như vậy. Cái cụm nó hay nói là stop, alright, don't scare your crush off. Rồi, đừng có làm người ta sợ. Cô có thể nghĩ sang một cụm khác nữa có thể dùng với scare off rất là thường xuyên. Đó là các bạn mình hay chơi chơi hù nhau nè. Các bạn chơi hù nhau nè. Như mình đang đứng trong góc, mình nhắn tin điện thoại hay là mình đang học gì đó, khi một bạn chạy ra phía sau lưng mình hù một cái và mình sẽ là trời ơi hú hồn. Đó. Rồi mình ta sợ hết hồn luôn. Thì cái cụm này là cụm dùng chính xác nhất, đó là mày khiến cho tao hết hồn, giật mình, hú hồn, muốn nhảy bắn người lên. Oh my gosh, you just scared me off. Là cụm này ha. Someone scares you off.
Rồi, vậy bây giờ mình sẽ tổng hợp lại hết phần Trendy Vocab hôm nay. Mình có 3 cụm từ. Cụm thứ nhất của mình đó là startled. Thứ hai là taken aback. Và thứ ba là động từ chủ động scare off. Lưu ý với scare off chút xíu là mình dùng kẹp nó với noun or pronoun. So you can use the noun or pronoun between scare and off, or the noun pronoun they can go like after scare off. You scare someone off, you scare off someone. Nếu các bạn nắm được 3 cụm từ hôm nay ngay bây giờ thì các bạn hãy chat giùm cô vào trong ô chat chữ yes để mình chuẩn bị cho một phần quiz để có thể nhận được một món quà từ Arrow English. Huyền Trương, Linh, Phượng Mạch, Bảo Trân, Quỳnh Trang, Thiên Ân, Hữu Duy, Yến Hằng. Trời ơi, nhiều quá. Rồi, ok nha. Mình ổn các bạn ha. Cô lâu lâu cô muốn lên tông chút xíu. Mình ổn nha. Rồi, vậy bây giờ sẽ là một phần quiz ngắn, gọn, lẹ để mình kiếm được một chiếc áo thun hoodie xinh xắn từ trung tâm Arrow English. Quiz như sau. Đây sẽ là một phần matching and we have only three sentences. Alright, we have the first half and the second half. First half như sau, cô để trước luôn. Có quà nhé. Rồi. Sentence number one, number two and number three. I'm going to show you the second half. And you just have to match them, alright? For example, 1A, 2B, 3C. Mình chat thật nhanh vào trong ô chat. Thì cô sẽ lựa ra trong những bạn có kết quả nhanh nhất thì sẽ lấy ngẫu nhiên một bạn chính xác nhất và sẽ thông báo với bạn về phần quà. Rồi, bây giờ mình hãy sẵn sàng. Cô sẽ chiếu lên đây ba cái phần đuôi câu để mình chuẩn bị mình ráp vô. Các bạn sẽ có khoảng 5 giây để nhìn và gõ thật nhanh, thật lẹ. Alright, there you go. One, two. Bạn ơi, bạn gõ một lần ba câu, đừng gõ rời ra. Mình gõ một lần ba câu nha. One, two, three, four, and time's up. Alright. Rồi rồi, mình ngừng giờ ở đây. Cô sẽ muốn đọc tên vài bạn có kết quả nhanh nhất đầu tiên. Các bạn đợi xíu xíu nha, tại vì các bạn đang gõ rất nhiều luôn. Cô sẽ muốn dừng chậm chậm để cô có đọc được một số cái tên ở đây. Xí nha, mình hết thời gian nha. Bình tĩnh, mình vẫn còn cơ hội cho quizzes, other quizzes, mình còn ba cái quizzes nữa. Rồi, những cái tên mà cô thấy là nhanh nhất, bùm gõ bạn Lê Nghi, bạn Hà Tăng Nguyễn, bạn Công Minh, bạn Lan Nhi. Rồi. Vậy cô xin thông báo bạn có kết quả nhanh và được chọn ngẫu nhiên từ trung tâm Arrow English chính là bạn Lan Nhi. Xin chúc mừng Lan Nhi. Nhi ơi, nếu mà Nhi nghe được cô nói thì Nhi hãy confirm bằng cách mình chat xuống ô chat. Nhi ơi, mình chat xuống chữ gì đó chẳng hạn như là Arrow English chẳng hạn để cô biết là mình đang theo dõi và mình biết được mình là người sẽ nhận được món quà hoodie đầu tiên nha. Oh yes, I confirmed what the teacher. I love that, vậy thì Nhi nhớ là sau buổi livestream hôm nay mình hãy nhắn tin vào trong fanpage của Arrow English, mình inbox vào, mình báo em là Lan Nhi và em có được nhận một món quà từ Arrow English trong chuỗi 45 phút IELTS thì bạn sẽ được liên lạc lại nha. Rồi, xin chúc mừng Lan Nhi lần nữa ha. Và tiếp theo vừa rồi là cái phần đầu tiên trong chuỗi trong cái buổi workshop của mình với câu đáp án đúng là 1B, his dog scared the kids off. 2A, she was taken aback when someone knocked the door. And 3C, the students were startled by the teacher's quiet return. Trời, hết hồn luôn. Giáo viên âm thầm lặng lẽ quay lại lớp. Rồi. Vậy là mình xong the first part of today's workshop, tonight's workshop. Mình sẽ chuyển vào phần chính của ngày hôm nay. Phần trọng tâm của 45 phút IELTS chính là trong mỗi buổi như thế này vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 7:30 tới 8:15 thì sẽ có một giáo viên đại diện cho Arrow. Kỳ này là cô ha, cô Nguyên ha. Đây, vẫn hình ha. Hàng online và hàng nhận về. Rồi. Thì
Mình sẽ xoay quanh một cái chủ điểm, một chủ đề của IELTS để các bạn có thêm một số tips, một số cái tricks để mình có thể dự thi kỳ thi IELTS một cách tự tin và nâng 3 điểm cho mình. Vậy hôm nay chủ đề là gì? Đây, như các bạn thấy trên màn hình ha, chính là How can you avoid delivering short answers in speaking parts number one? Cho cô hỏi một xíu câu hỏi để cô có thể nắm được tình hình là các bạn có nhớ format đề thi IELTS hay không. Đó là ở part number one thì những cái topics của nó sẽ là familiar hay là unfamiliar. Các bạn hãy chat chat thật nhanh xuống ô cho cô thấy được không? Rồi, Hữu Duy Trần, Hiền Trang, yes, yes. Đúng rồi các bạn ha, familiar. Vậy cái vấn đề của familiar là cái gì? Một số bạn sẽ nghĩ là nếu mà nó rất là quen thuộc, nó rất là dễ, nhưng thật là không. Vì nhiều khi nó dễ quá nên bạn bị tâm lý bạn lười á, bạn sẽ không nghĩ ra một cái câu mà nó chuẩn IELTS, mà mình khoe hết được những cái năng lực của mình ra theo đúng 4 tiêu chí của phần speaking. Đó là fluency, pronunciation, vocabulary and grammar. Nhiều khi câu nó dễ quá đi, hỏi đơn giản vô what's your name, hoặc là how old are you, who are you living with, mình trả lời trực tiếp my name is, I am years old, I'm 20 something, you know, và I'm living with my parents, thì sẽ không có được nhiều điểm. Vậy hôm nay sẽ là phần chủ đề xoay trọng tâm để các bạn có thể nâng được 3 điểm lên ở part number 1 bằng một số tips và tricks. Cô đi vào bài như sau. Cô sẽ lấy ví dụ thẳng ra ha, một câu hỏi từ trong part number 1. Mày thấy câu này: How many foreign languages can you speak? Mày thấy câu này cũng dễ đúng không? Thì mình có thể tưởng tượng mình trả lời mình biết tiếng Anh nè, mình biết thêm một ngoại ngữ ví dụ như tiếng Nhật, tiếng Pháp. Rồi, vậy với một bạn mà bạn ấy trả lời một cách thẳng thắn, bộc trực, tức là người ta hỏi how many thì mình trả lời số lượng ra, thì một câu trả lời đối với cô là một sao, nó sẽ như sau: I can speak 2 foreign languages. Rồi, ngừng ngay đó. À, bạn có bạn mới vô thêm. Câu này không có sai, áp dụng vào tình huống gọi là daily life conversations, thấy nó rất chính xác. Bạn hỏi sao trả lời vậy, nhưng như cô nói á, đúng theo 4 cái tiêu chí của nó. Fluency, một câu quá ngắn thì bạn không thể khoe được how fluent you are. But you have to speak something at length, alright, without obvious pauses. Người ta mới thấy được là bạn nói rất là trôi chảy. Hoặc là phần từ vựng, bạn thấy như cái câu trả lời trên bảng mình có đúng 6 chữ thì nó chỉ toàn là common words thôi, nó không nào giúp các bạn nâng 3 điểm lên. Vậy tiếp theo đây cô sẽ đưa ra thử 5 cách cùng với cái core content là tôi biết 2 ngoại ngữ, ví dụ tiếng Anh và tiếng Nhật đi. Thì bạn sẽ có 5 cách trả lời như sau. Và cô sẽ muốn các bạn tương tác chút xíu để mình vận động mình nhớ ha. Tại vì những cái tips, những cách gọi là expand your ideas when you have to deal with part number 1, thì những bạn đã từng học, đang học tại trung tâm Irelandic chắc chắn bạn sẽ nắm được. Và những bạn chưa từng học thì mình cũng sẽ nghe và mình thử take notes lại để mình có một số tư liệu lần sau mình sẽ tự thực tập thử nha. Rồi, bây giờ thử cách số 1. Thì mình tưởng tượng cũng là core content là English, Japanese. Rồi, có 2 cái đó thôi. Mình trả lời thẳng được quá không được. Thì cô muốn thêm thêm gì đó chút xíu, hạn như cô muốn nói là tiếng Nhật nó cũng là một thứ tiếng, nó cũng khá là khó cho thế giới. Rồi, vậy câu trả lời của cô nó có thể là như sau: So apart from English, I have been learning Japanese, which is one of the trickiest language on earth, you know. Thì câu này nó bắt đầu nó dài hơn, nó phức tạp hơn mà nó khoe được nhiều hơn. Cô sẽ gọi những câu này là những câu 3 sao. Và đây là phương pháp đầu tiên để mình có thể áp dụng vào khoe câu ở trong part number 1. Nếu bạn nào có thể nhớ được phương pháp này là phương pháp gì thì thử hãy gõ vào trong ô chat giúp cô thử. Tức là mình không chỉ kể ra tiếng Anh, tiếng Nhật, mình còn nói thêm thêm vô nữa tiếng Nhật là một cái thứ tiếng, một những thứ tiếng khó trên thế giới. Để cô thử xem các bạn nào có thể suy nghĩ và chat vào trong ô chat tìm cô cách này gọi là cách gì. Oh yes, các bạn Hải Quy Nguyễn, các bạn Phượng Mạch, yes. So you give extra information. Mình cho thêm thông tin. Yes, that's it. Tức là từ một thứ đơn giản, tiếng Nhật, bạn cho thêm, bạn add on thêm chút xíu vô tiếng Nhật nó như thế nào. Vậy đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai,
cũng một câu trả lời 3 sao trở lên. Thì bạn hãy tưởng tượng tiếp, thay vì cũng chỉ nói là tiếng Anh, tiếng Nhật, thì mình thử tiếp cận xem bắt nguồn từ đâu. Tại vì tôi có thể nhận thức thấy là học ngoại ngữ nó là một cách rất là hay, vì nó sẽ giúp cho mình mở mang được nhiều thứ, cho mình nhiều cơ hội. Tôi nhận thức được điều này nên mà tôi mới học hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Cái câu của cô nó có thể là như thế này: I'm fully aware of how foreign languages can open doors with regards to travel opportunities, So I have been taking Japanese besides English. Rồi. Vậy với cách thứ hai này thì cô đang áp dụng phương pháp gì đối với các bạn? Nếu như mình vẫn biết nữa thì có thể gõ xuống vào ô chat giùm cô thử nha. Cô sẽ check thêm những bạn đã từng học Iron English, các bạn có nhớ không? Rồi, bạn Phương Quỳnh Nguyễn rất là nhanh. Rồi, bạn Khoa Lê, bạn Quốc. Yes, you give reasons. All right. So actually this one is one of the easiest way to extend your answers. Mình cứ nghĩ ra một cái lý do là xong. Tại sao mà đọc tiếng Anh như vậy? Rồi, bạn Mỹ Linh Trần. Yes. Chính là reason bạn ha. Vậy mình đã có hai cách. Bạn sẽ nghĩ là cùng câu hỏi này, cùng tiếng Anh, tiếng Nhật, rồi không lẽ còn cách nữa hả? Yes, vẫn còn cách nữa nha. Giờ mình nghĩ tiếp thử xem. Mình sẽ kể một câu chuyện nè. Mình có trình tự từng lớp nè. Ví dụ như đầu tiên thì tôi muốn học một cái ngoại ngữ. Tôi nghĩ đến chuyện là sẽ học tiếng Hoa chẳng hạn. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại và tôi học tiếng Nhật. Vậy bây giờ tôi biết tiếng Anh và tiếng Nhật. Cái câu của cô nó có thể là như vậy. So, like 3 years ago, I decided to learn a foreign language, a new foreign language apart from English. At first, I was recommended Chinese, but then I found out that, Japanese, it better fits my interests. Rồi, thì mình có câu như sau. Hello Thảo Nguyễn, hello một số bạn. Các bạn ơi, các bạn đang join vào sau, mình đang hơi trễ chút xíu như những bạn khác ha. Workshop của mình bắt đầu lúc 7:30, làm sao các bạn có thể online và cho vào room sớm hơn chút xíu, tức là 7:20 tới 7:25 các bạn đã cho được vào room rồi. Có thấy bạn Thảo Vi Võ vừa mới join nữa. Rồi đây là cách thứ ba mình có thể extend được phần answer của mình trong speaking part number one. Vậy với cái câu trả lời mẫu của cô thì cô vẫn muốn hỏi các bạn, đây là phương pháp gì vậy nhỉ? Bạn Phương Quỳnh Nguyễn bảo là tell a story, Khoa Lê tell a story, gần gần đúng rồi. Gần gần đúng. You see, we have the order, and like we have events happening in order, just the sequence. Mình gọi theo thứ tự, theo tầng lớp. First, and then, and next, and now, after that, or so. Vậy cách thứ ba của mình nó sẽ là sequencing theo một trình tự. Vẫn chưa hết các bạn ha. Cách thứ tư. Rồi, cách thứ tư thử xem. Để cùng câu hỏi này nữa thì mình sẽ nghĩ ra tiếp. Tôi học tiếng Nhật nè, tôi sẽ kể ra một cái ví dụ nha, không phải xa xôi gì hết. Và tiếng Nhật tôi học từ chị của tôi. Chị tôi là một nguồn động lực rất là lớn của tôi. Chị học tiếng Nhật, sau tôi thấy chị học tiếng Nhật rất là tốt. Chị có sự phát triển trong sự nghiệp nên tôi cũng học tiếng Nhật theo. Vậy câu trả lời của cô lúc này nó sẽ là: So besides English, I learn and speak some Japanese thanks to the motivation I got from my sister. She's proficiency in two languages. Cô né xíu, cô né xíu để các bạn thấy rõ. Thỉnh thoảng mà các bạn thấy là cô lỡ mà che mất chữ, mình cứ gọi chút xíu cho cô thấy ha. Nhiều khi đứng giảng say mê quá không để ý. Mình ổn nha, mình ổn nha. Rồi mình tiếp tục ha. So she's proficient in these two languages, and now for sure she's a great asset to any place she works for. See, vậy đây sẽ là cách thứ tư mình có thể extend câu trả lời của mình. Nó vẫn sẽ đi từ English và Japanese. Mình chỉ lấy một người ra mình để vô mình bắt cầu qua thôi. Vậy phương pháp này mình gọi là gì? Rồi có bạn mà cô chưa kịp hỏi đã trả lời luôn nè, bạn Hải Yến nè, bạn Tuấn Nguyễn nè, giving example, yes. Hoặc chính xác hơn ở trong trường hợp này cô đang dùng gọi là stating a specific case, kể một trường hợp cụ thể mình biết mình bắt cầu qua luôn. Vẫn còn một phương pháp nữa. Phương pháp số 5. Rồi bạn thấy English,
Japanese, hai thứ này mình kể ra xong hay là mình thử xem tiếng Anh này nó cũng được được đó. Đó giờ tôi thấy tôi thích những thứ gì nó vừa phải, không có khó quá. Nhưng mà lỡ học tiếng Nhật thấy trời nó khó dễ sợ luôn. So với tiếng Anh thì tiếng Nhật nó khá là khó. Để cô có câu như sau. So I often like everything at medium difficulty. However, 3 years ago, I made a decision to learn Japanese, a difficult language compared to English. Và đây là cách cuối cùng cô vừa extend được câu trả lời, cũng đi từ English và Japanese thôi. Cách này gọi là gì nhỉ? Cha bạn hãy ý rất là nhanh. Bảo Trân nữa. Bạn Diễm Nhi Trương. Compare and contrast. Chính xác. Đó mình đối chiếu, mình so sánh với nhau. Cô thấy rất là vui vì cái buổi workshop này giúp các bạn mới vào và những học viên tiềm năng của Aaronglish có thể biết thêm những cái tips và những cái trick. Còn những bạn đã từng học thì có thời gian để ôn luyện chút xíu ha. Rồi vậy mình nhìn lại hết 5 phương pháp trên bảng như sau. Thứ nhất, one of the trickiest languages on earth. Rồi, đó là tiếng Nhật. Thứ hai, I'm fully aware of how languages can be advantageous to my future career. Thứ ba, so at first I was recommended Chinese and then I decided to go with Japanese. Thứ tư, my sister, she has great influence on me, so I decided to take Japanese. Và thứ cuối cùng là Japanese is a difficult language compared to English. Năm phương pháp trên bảng ở đây. Cách thứ nhất, extra information. Cách thứ hai, you give a reason. Cách thứ ba, you tell a story, all right? Things in sequence, in order. Cách thứ tư, you give examples. Và cách cuối cùng, compare and contrast things. Nhưng mà buổi hôm nay mình không thể nào đi hết cả năm cách, cô chỉ đi sâu vào một cách thôi. Bảo đảm học được cái gì, xài cái đó luôn, đó là cách đầu tiên. Cô giữ lại nha. Cách đầu tiên mình sẽ là giving extra information. Nãy giờ các bạn vẫn nghe kịp và hiểu cô nói kịp thì mình hãy gõ giùm cô từ yes để cô biết nha. Tại vì có một số bạn mới join vào room. Rồi cô cảm ơn Mỹ Linh Trần, Thanh Bình Lê, Linh Lương, Kim Anh, Mi Phạm. Rồi nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Rồi vậy là mình ổn với các bạn ha. Mình ổn nha. Tại vì có một bạn mới join vô rồi. My taste, my style, that's it. Rồi mình sẽ focus vào tips number one. Đó chính là you give extra information to expand your ideas when handling questions in speaking parts number one. That's it. Vậy đây gọi là cái khẩu quyết ha. Khẩu quyết đầu tiên là mở rộng thông tin từ những gì mình muốn nói. Khẩu quyết thì cần phải có chiêu thức nữa. Vậy chiêu thức là gì đây? Rồi chiêu thức là gì đây? Nhiều bạn sẽ nói là cô đứng nói thì dễ rồi, chỉ cần nói mở rộng thông tin, nhưng mà nói vậy xong em đâu biết làm sao đâu. Mình phải có một cái công thức hay cái gì đó để bạn áp dụng vô cho dễ thì cô gọi là cái chiêu thức nha. Để mình thử xoay lại những câu hỏi hồi nãy thêm lần nữa, xoay thêm lần nữa mình nhìn để mình xem coi mình có thể lấy ra được, kéo ra được không, không có sang take it, lấy được cái chiêu thức gì ra, withdraw được ra ha. Câu này hồi nãy mình nói rồi. So I decided to learn Japanese, which is one of the trickiest languages on earth. Câu thứ hai, nếu câu hỏi như vậy, trời quá đơn giản luôn. Where are you from? Chết rồi, trả lời sao đây? Đây, trả lời như vậy. Tôi đến từ Hồ Chí Minh, hết câu, không được. Alright, phải khác khác chút xíu. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi mà có nền văn hóa ẩm thực rất là đa dạng. So I was born in Ho Chi Minh City where there is a hugely diverse food culture thanks to migrants from across Vietnam. Rồi, thêm một câu nữa nha, đổi câu cho các bạn thấy là cái khẩu quyết này, giving extra information, mình vẫn dùng trong một số câu hỏi khác chứ nó không có bị bó buộc ha. Rồi với câu này, who's your favorite celebrity in your country? Cô thích Sơn Tùng nha. Rồi. So you just learn, you know, my taste, my music taste. Thay vì chỉ nói cô thích Sơn Tùng, không được. Tôi thích Sơn Tùng. Đây là một cái người tạo hit mà hả?
không bao giờ để tâm đến những cái lời chê của mọi người thiên hạ xung quanh, mà chỉ tập trung vào việc sáng tác nhạc đúng theo cái sự nghiệp của mình thôi. So I would say Sơn Tùng, he's a hitmaker who always ignores negative criticism and focuses on his music career only. That's it. Câu nữa thử. So do you have any pets at home? Rồi, với câu này, dù cô có ba con chó ở nhà, mình trả lời I have three dogs, không có điểm. Rồi, phải như thế nào? Cô có con corgi ở đây. Rồi. Ba của cô vừa nhận nuôi một con corgi và đây là cái con cuối cùng trong cái gọi như là bộ sưu tập những cái con lông lá ở nhà. So my dad has just adopted a corgi, which is the latest addition to our home. So we have now three dogs in total. Rồi bạn sẽ thấy cách này mình áp dụng được cho rất nhiều mẫu câu hỏi khác nhau, và cô thử để các câu hỏi thêm một lần nữa và mình sẽ phát hiện giùm cô cái chiêu thức mình dùng dễ nhất, hiệu quả nhất cho phần giving extra information là gì. Japanese, which is one of the trickiest languages. Ho Chi Minh City, where there is a diverse food culture. Hitmaker, who always ignores criticism and focuses on his career. And a corgi, which is the latest addition to our home. Vậy với bốn câu trả lời này, cô chỉ dùng chung có một cái chiêu thức thôi. Nếu các bạn biết được cái điểm ngữ pháp đó là gì thì hãy gõ xuống phần chat giúp cô thử xem. Yes. Tuấn Nguyễn, Minh Anh, Phương Quỳnh, yes. Quỳnh Anh, chính xác các bạn ha. Vậy buổi hôm nay, focus của mình, một, khẩu quyết đầu tiên, bạn có thể mở rộng câu trả lời của mình bằng cách bạn sử dụng additional information. Hai, chiêu thức để dùng cho nó chính là dùng relative clause. Có một cái vấn đề khi mà cô dạy học với các bạn học viên người Việt Nam gặp phải rất là nhiều, đó là so when someone uses a sentence containing relative clause thì bạn nhận ra được nó, nhưng tự bạn nói nhiều khi bạn bị miss mất tiêu. Vậy cách nào để không có bị miss cái này? Đây, cô có một cái tip nhỏ nhỏ để không có bị miss. Cô sẽ đi thẳng vào cái tip luôn ha. Vì những cái phần giới thiệu này tương đối các bạn sẽ hiểu. Rồi, khi nào mình sử dụng những cái mình phát hiện là mình sử dụng được relative clause mà không có bị miss nó đi. Nhìn cái câu trên bảng thử các bạn ha, để cô né ra chút xíu nè. Rồi. Ví dụ như bạn nói Bến Tre là quê tôi. Đây là một câu đơn giản trong tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Bạn nói với tiếng Anh rất là dễ dàng. So Bến Tre is my hometown. Nhưng câu tiếng Việt của mình nếu như là Bến Tre nổi tiếng với cây dừa là quê của tôi, thì tiếng Anh tự động các bạn cũng sẽ nói So Bến Tre, famous for coconuts, is my hometown. Mà khi nói vậy mình sẽ bị trật ngay lập tức. Câu chính xác của mình phải thế này. Bến Tre, which is famous for its coconuts, is my hometown. Như vậy mới được ha. Thêm một câu nữa thử nha. Sơn Tùng là người tạo hit. Câu này quá dễ. So Sơn Tùng is a hitmaker. Nhưng mà với cái câu này, Sơn Tùng là người tạo hit, không quan tâm đến những bình luận tiêu cực, thì trong tiếng Anh các bạn cũng sẽ dễ bị trường hợp mình quen, mình cuốn lưỡi, mình cuốn miệng, mình nói luôn. Đó là Sơn Tùng is a hitmaker, ignores criticism. Sai luôn. Mà phải là is a hitmaker who ignores criticism. Tương tự mình có ha. Cô thử cho một một nhân vật khác ha. I kind of love this guy, you know. Rồi. Đen Vâu là một rapper, kênh YouTube có hơn 2 triệu người đăng ký. Thì rất nhiều bạn nói bằng tiếng. Cô né xíu nữa mình cho các bạn nhìn rõ nè. Rồi. Không là các bạn sẽ ý kiến cô. Rồi. So Đen Vâu is a rapper whose YouTube channel has over 2 million subscribers. Nhưng mà nhiều bạn sẽ miss cái chữ whose đi, bạn đọc một lèo luôn. Rapper YouTube channel. Vậy có một cách đơn giản các bạn hãy giúp các bạn có thể nhận ra được cái câu đó nó có
relative clause hay không. Đây là cái phương pháp mà cô ấp ủ và cô định hình cho nó ra. Nghe nó rất ghê gớm nhưng nó chỉ gồm có hai chữ thôi. Đó là chữ mà hả. Rồi. Bạn hãy tưởng tượng trong một câu nói tiếng Việt ha, mà bạn nói một câu mà có mà hả vô được, tức là bạn đang bổ ngữ bằng cả một cái cụm. Ví dụ như cô nói một câu tôi thích tôi đặt câu này cho nó đừng có chán với các bạn, được cái academic quá ha. Câu đơn giản bình dân ha. Tôi thích một anh chàng nào đó mà hả, đẹp trai, thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Đó, mà hãy mà hả sẽ mày nối theo một loạt những phía sau. Không những anh chàng phải đẹp trai, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, thì chắc chắn câu đó phải dùng relative clause. So, I would like a guy who is handsome, friendly and willing to help other people. Vậy tương tự trên bạn cũng vậy. Cái câu tiếng Việt mà bạn nói tôi sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh có văn hóa ẩm thực rất đa dạng, thì thực chất mình có thể nói là tôi sinh ra ở Hồ Chí Minh nơi mà hả có văn hóa ẩm thực rất đa dạng. Bến Tre nơi mà hả nổi tiếng với cây dừa là quê tôi. Sơn Tùng là người tạo hit mà hả ngó lơ hết những cái bình luận tiêu cực. Và Đen Vâu là rapper mà hả kênh YouTube của anh ấy có hơn 2 triệu lượt subscriber. Tức là khi tiếng Việt á, các bạn không bắt buộc phải nói mà hả, cô hả nhiều quá hay là cô không hơi ngại, hả kéo dài. Nhưng mà trong tiếng Anh á, bạn nghĩ câu trong đầu, cái câu đó từ tiếng Việt mà nó có mà hả được, tức là bạn đang cần bổ ngữ cả một đoạn vô. We need like a clause, which is a group of words, to modify one part of a sentence. Vậy mình sẽ có một phần quiz thì các bạn có thể nhận một áo thun hoodie từ trung tâm Arrow English. Quiz này rất đơn giản như sau. I'm going to show you five sentences in Vietnamese. And you have to tell me, you have to decide which one needs mà hả. 5 câu trên bảng cô chuẩn bị show ra thì nó sẽ có những câu nào bạn phát hiện thấy nó có mà hả. Tức là khi bạn nói sang tiếng Anh nó sẽ cần relative clause, thì bạn chỉ cần chép thật nhanh cái số câu đó trên màn hình là xong. Nếu các bạn sẵn sàng để tham gia phần quiz này thì các bạn hãy gõ xuống màn hình chữ ready ready ready. Rồi bạn Đinh Thị Thắm, ồ bạn gõ yes luôn hả? Giờ cô thấy các bạn rep lên reply nó vô cực luôn nha, nó kéo liên tục. Thảo Nguyễn, Hữu Duy, Hà Thanh. Yes. Rồi mình ổn các bạn ha. Mình ổn nha. Rồi. Và 5 câu trên bảng như sau. Rồi cô né chút xíu mình đọc ha. Cô sẽ đếm khoảng cỡ 10 giây để các bạn có thể gõ vào phần chat trực tiếp. Trong những câu này, câu nào các bạn phát hiện thấy nó có mà hả? Chuyên gia y tế khuyên rửa tay trong vòng ít nhất 20 giây. Cô hot girl có 5.000 follower trên Facebook. Chờ cô đọc chưa xong, các bạn đã gõ xong rồi. Rồi, cô đếm giây tiếp nha. 7 8 9 10. Alright, time's up. Cô sẽ đọc tên thử ra một số bạn có đáp án nhanh nhất, sớm nhất. Và từ đó sẽ lấy ngẫu nhiên một bạn có đáp án chính xác nhất để nhận một áo hoodie từ trung tâm Arrow English. Những bạn nhanh nhất tương tác mau mắn lẹ làng nhất bao gồm bạn Thiên Anh Trần, bạn Phương Thảo Cao, bạn Triết, bạn Đinh Đạt Lê và bạn Mỹ Linh Trần. Rồi trong năm bạn này thì cô sẽ dựa trên hệ thống ngẫu nhiên ra một bạn để mà trao giải thưởng ha. Đáp án chính xác chúng ta cái đã. Đây, những câu có mà hả chính là câu số 2, câu số 4 và câu số 5. Và chúc mừng bạn Phương Thảo Cao. Bạn Thảo ơi, bạn Thảo nếu mà nghe được cô nói thì mình hãy chat xuống phần ô chat để confirm với cô và mình biết là mình đã là người may mắn trúng thưởng một áo hoodie từ trung tâm Arrow English đi. Cô đang đợi bạn Thảo nha. Phương Thảo ơi, Phương Thảo ơi.
Trong lúc đợi bạn hỏi confirm thì cô sẽ giải thích một xíu những câu này. Bạn thấy câu số 1 chắc chắn trong tiếng Anh sẽ không có relative clause, thì bạn không có mà hạ chỗ nào hết. Cô mà thử hạ một cái là cái câu nó bị đứt liền, rất là vô duyên. Thử nha. Chuyên gia y tế mà hạ khuyên rửa tay trong vòng ít nhất 20 giây thì hết câu. Không hạ được các bạn ha. Nhưng câu số 2 thì sao? Cô hot girl mà hạ có 5.000 follower trên Facebook thì vừa xong đợt cách ly. Và tương tự cho câu 3, sorry, câu 2, câu 4 và câu 5 là những câu bạn cần mà hạ, tức là bạn cần relative clause. Bạn Phương Thảo có thể nhắn tin confirm trên chat box để có thể nhận liên hệ quà với trung tâm nha. Rồi. Đây là ba cụm câu cần mà hạ đúng vào cái vị trí trước những cụm màu vàng để các bạn thấy luôn. Sau cái phần này thì cô nghĩ là mình đã nắm rõ rõ chút xíu về relative clause. Trong cái buổi 45 phút này thì không thể nào các bạn có thể học hết được phần ngữ pháp từ trên dưới. You know, actually I'm not a nerd for grammar. No. So I just like gợi mở các bạn biết là sử dụng chiêu thức này là một cách rất hiệu quả mình áp dụng vào để mình give extra information cho phần trả lời của speaking parts number one. Vậy bây giờ mình sẽ đi đến một cái quiz nữa. Cô nghĩ là tại vì các bạn đang nóng lòng đợi cái quiz cuối cùng trên nền tảng iCourse rồi, nên cô sẽ đi thẳng vào cái quiz cuối cùng luôn nha. Cái phần này có thể là lần sau mình sẽ có dịp nếu mình sẽ nói kỹ ra sau. Và cái quiz cuối cùng trên nền tảng iCourse, cô sẽ hướng dẫn các bạn mình đăng nhập vào iCourse như sau. Mình làm quiz trên đây, đây là quiz cuối cùng của ngày hôm nay. Chứ các bạn biết được những phần gợi mở ra thì ngoài relative clause, những phần cô vừa nói nãy giờ, thì những phần nào mình cần phải bổ sung thiếu và giáo viên của Ironix có thể trực tiếp hướng dẫn và giải đáp cho mình. Vậy bây giờ cô sẽ chuyển thử màn hình, các bạn theo dõi nha. Mình sẽ mở trên nền tảng iCourse với đường link đăng nhập là icourse.arrowenglish.edu.vn, và bạn chọn vào khóa cái course của mình chính là 45 phút IELTS. Rồi khi mà bạn click vào, bạn sẽ thấy ngay có một cái episode number one quiz là cái quiz mình cần làm. Và bây giờ các bạn chỉ cần click vào đó làm phần multiple choice trong vòng khoảng 2 phút. Rồi, vậy bây giờ các bạn sẽ làm. Và cô sẽ đợi tín hiệu trực tiếp để lấy kết quả ra một số bạn ha. Mình chỉ có 5 câu trắc nghiệm thôi. Các bạn ơi, cô sẽ thông báo cho các bạn một số tên ngẫu nhiên của những bạn sớm nhất và có cơ hội nhận quà. Nên là mình vẫn tập trung và làm nhé. Trong vòng 2 phút đợi các bạn làm thì cô sẽ có một phần sum up vào buổi học hôm nay. Các bạn ơi, mình vẫn giữ meeting của mình ha, mình vẫn giữ cái chat room mình nói chuyện và mình nghe với cô ha. Mình chỉ cần chuyển tab sang một cái browser, mình chuyển tab qua và mình gõ vào icourse.arrowenglish.edu.vn và mình click vào course 45 phút IELTS, mình làm ngay lập tức bây giờ. Nếu các bạn đã ok và mình đang làm và mình làm được thì có thể cho cô một xíu tín hiệu bằng cách là mình gõ xuống phần chat chữ yes, yes, yes. Cô biết là các bạn không gặp trục trặc khi dùng trên hệ thống iCourse. Rồi bạn Thành Tâm Lê, bạn Phượng Mạnh, yes, Trang Nguyễn, Thiên Ân, Mỹ Linh Trần. Cô sẽ đợi trong vòng khoảng 2 phút nữa để có thể lấy ra được một số kết quả các bạn làm sớm nhất. Chỉ có 5 câu trắc nghiệm với 3 lựa chọn. Rồi các bạn ơi, bây giờ cô sẽ quay lại. Alright, time's up. Mình sẽ quay lại và mình xem ở trên phần iCourse có những thông tin các bạn nào rồi. Cô đã thấy một số cái tên như là Hoàng Mỹ Phạm, Hiền Nhân Phan, Hưng Đoàn, Thành Tâm Lê, Huyền, Đặng, Thế Quang, Thiên Ân Trần, Thanh Bình Lê. Vậy trước mắt thì hệ thống đã ghi nhận được kết quả của các bạn ha. Những bạn nào làm trên hệ thống iCourse trong vòng 2 phút nãy giờ sẽ được
Trung tâm Arial English thu thập hết lại phần kết quả và một bạn may mắn với kết quả chính xác nhất thì sẽ được trung tâm liên lạc lại với các bạn để nhận một áo thun hoodie. Vậy cô cũng sẽ show kết quả trên bảng luôn thì các bạn thấy. Vậy với câu số 1, number 1 sẽ là câu A. Câu số 2 sẽ là câu C. Câu số 3 sẽ là câu B. Câu 4 của mình sẽ là câu B. Và câu số 5 cũng sẽ là câu D. Rồi. À, vậy nếu các bạn mà thấy làm sai những câu này thì mình sẽ biết ra là với relative clause mình đang thiếu những phần gì. Và các giáo viên trực tiếp cho nên các bạn sẽ hướng dẫn các bạn rõ hơn phần này. Vậy là buổi workshop hôm nay các bạn ơi, 45 phút chúng ta vừa trải qua xong hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xuyên suốt với cô ngồi lắng nghe. Không biết có nằm không hay trên giường của mình nha. Hết 45 phút IELTS hôm nay. Hy vọng là với buổi học này sẽ đúng tiêu chí học vui, học nhanh, học hiệu quả từ xa cùng Aero English và chuỗi online workshop 45 phút IELTS. Hẹn gặp các bạn trong kỳ sau vào thứ sáu tuần sau 7:30 tới 8:15. Cùng giờ này nè, cùng thời gian này các bạn vẫn sẽ join vào room và sẽ được gặp gỡ một nhân vật tiếp theo từ Aaron List và một chủ điểm khác để chúng ta có thể học cũng như là có được những cái phần quà thú vị mình tương tác với giáo viên. Xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn không còn thắc mắc gì nữa thì chắc là chúng ta sẽ tạm biệt bây giờ. Cô muốn có một cái sự tạm biệt ở trên phần chat ha. Alright everyone, if we are good now, I think we can say goodbye and good night. You can leave some notes, alright? Mình ổn nha, mình ổn nha. Rồi, để coi có phần chat, có ai chat gì cô nữa không? Alright, goodbye, goodbye, goodbye Quỳnh Trang. Cảm ơn bạn Anh. Goodbye Thanh Bình, good night. 45 phút IELTS, hẹn gặp các bạn vào tuần sau. See you. Goodbye, Hà Nguyễn. Chúng mình phải làm cái động tác gì đó cho mọi người thấy là có một buổi khá là vui vẻ, hứng thú vào tối hôm nay. Mình ổn nha, mình ổn nha. Alright, goodbye, good night, and thank you from Arrow English.